Em Út xin chào cả nhà. Em Út góp vui cùng anh chị em mình một cây linh sam siêu bông ưu điểm nha cả nhà. Cây cao 25cm, hoành 22 nha cả nhà. Cây này rất là to và quái luôn nha anh chị em mình. Đây là loại linh sam siêu bông ưu điểm, tức là lá nó sẽ nhỏ hơn siêu bông và hoa nó sẽ màu tím đậm hơn siêu bông nha cả nhà. Hiện tại thì cái cây này của em Út đang ra hoa nha. Đây, anh chị em mình thấy đang ra hoa rất là nhiều. Và cây này cái gọng cắt cũng rất là quái, rễ quái luôn nha anh chị em mình. Để em quan sát cho anh chị em mình xem cái bộ rễ nha. Cây này á, anh chị em mình sưu tầm về chơi rất là ok nha. Anh chị em nào quý thì nhắn tin alo em Út số điện thoại 079 549 9088 nha cả nhà. Một cây linh sam siêu bông ưu điểm nha anh chị em mình. Cây đang ra hoa luôn nha cả nhà ơi.